Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ đi hướng dẫn cho các bạn cái cách đeo nhẫn như thế nào để cho hợp với phong thủy và mang lại cái may mắn cho chúng ta các bạn nhé. Từ xưa đến nay thì ông cha ta luôn luôn quan niệm rằng tất cả các khía cạnh trong cuộc sống thì đều liên quan đến những cái bí ẩn trong phong thủy. Ngay cả những cái cách đeo nhẫn ở ngón tay cũng vậy các bạn nhé. Ngay cả những cách đeo nhẫn ở các ngón tay thì cái việc các bạn đeo một chiếc nhẫn đơn giản nó chỉ thể hiện cho cái sự giàu có hay là tôn lên cái vẻ đẹp của bàn tay của chúng ta, thì bạn cũng nên phải cẩn thận, vì đeo nhẫn phong thủy không đúng nó sẽ gặp nhiều cái chuyện không vui. Và đầu tiên đeo nhẫn ở cái ngón tay nào là tốt nhất, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu nhé. Đấy. Xem phong thủy thì ta thấy rằng ứng với mỗi cái ngón tay sẽ mang một cái ý nghĩa khác nhau và đại diện cho một cái khía cạnh. Và đeo nhẫn ở bất kỳ ngón tay nào mà không hợp với cái nhu cầu và sử dụng thì đeo nhẫn của ngón nó nào cũng trở nên bất lợi và không tốt các bạn nhé. Đấy. Vì vậy, tùy thuộc vào cái mục đích sử dụng mà các bạn quyết định xem chúng ta đeo nhẫn ở ngón tay nào là hợp lý nhất. Đấy. Đặc biệt khi mà xác định cái ngón tay nào để đeo nhẫn, bạn cần phải xác định cái bàn tay đeo nhẫn trước. Đấy. Cụ thể với những cái người chưa kết hôn thì nguyên tắc khi mà chúng ta đeo nhẫn, các bạn cần đối với bạn nam tả nữ hữu. Đấy, chúng ta có cái câu nam tả nữ hữu, tức là con trai sẽ đeo nhẫn tay trái. Đấy. Còn con gái sẽ đeo nhẫn tay phải. Và đeo nhẫn theo cái nguyên tắc trên thì may mắn và tài lộc nó sẽ đến với chính mình. Đối với những người đã kết hôn thì nguyên tắc đeo nhẫn sẽ ngược lại với những cái người chưa kết hôn, tức là nam hữu nữ tả. Bởi mọi người quan niệm rằng khi mà đã kết hôn thì chúng ta đều mong muốn mang lại nhiều bên đeo nhẫn ở cái bàn tay đại diện cho người đó. Ngoài ra đây cũng là một cách thể hiện tình cảm tôn trọng đối với đối phương. Cha mẹ tự đứng vững trên đôi chân của mình. Đấy, khi mình ra đeo nhẫn ở ngón tay, cái thể hiện bạn là một cái người rất là độc lập, giàu ý chí, có thể vượt qua mọi thử thách, trở ngại trong cái cuộc sống. Và các bạn có thể trở thành một cái nhà sáng tạo tài ba và có một cái con đường công danh sự nghiệp phát triển rộng mở, nhưng hơi lận đận trong cái mối quan hệ tình cảm các bạn nhé. Đấy, nó hơi có cái lận đận trong cái mối quan hệ tình cảm. Và từ cái quan niệm của thế hệ trước thì cái ngón tay cái thể hiện cho cái vật chất và sự uy quyền. Vì thế mà ta hay thấy rằng các vị vua chúa quý tộc thời xưa thì hay đeo nhẫn ở cái ngón tay cái. Vì vậy nếu mà các bạn muốn tăng cái vận thế của bản thân thì các bạn hãy đeo nhẫn ở cái ngón tay cái các bạn nhé. Và khi chúng ta đeo nhẫn ở ngón trỏ thuộc cái mệnh hỏa. Đấy, đeo nhẫn ở ngón trỏ sẽ thuộc cái mệnh hỏa, nó củng cố cho cái uy quyền bằng cái sự độc đáo và sáng tạo. Đấy. Cái sự chân thực này, trách nhiệm và phóng khoáng là ba cái từ đặc trưng nhất để chúng ta nói về cái con người khi người ta đeo nhẫn ở ngón tay trỏ. Và khi đeo nhẫn ở ngón tay này thì sẽ giúp cho các bạn trở nên tự tin hơn, đặc biệt khi các bạn cảm thấy mạnh dạn hơn để theo đuổi những cái tham vọng trên cái năng lực của chính bản thân mình. Và cái ngón tay trỏ nó đại diện cho cái sự nghiệp, địa vị hay là cái học vấn của các bạn, của mỗi người chúng ta. Và nếu các bạn muốn cái sự nghiệp phát triển hơn thì chúng ta hãy đang chuẩn bị cho các thời kỳ quan trọng thì đeo nhẫn ở cái ngón tay trỏ sẽ mang lại cái may mắn cho chúng ta. Đặc biệt bên cạnh cái đường công danh sự nghiệp thì ngón trỏ cũng là một cái vị trí tốt mang lại cho các bạn nhiều cái dấu hiệu tốt về cái mặt tình cảm. Đấy. Còn mà đeo nhẫn ở cái ngón giữa thì sẽ thuộc mệnh thổ các bạn nhé, thuộc mệnh thổ. Đấy, quan hệ dục thị và tịnh bạn là cao quý nhất, giảm hao tài. Đấy, khi chúng ta đeo ở ngón giữa, mà ngón giữa thì sẽ nhận ở cái ngón giữa, nó thể hiện cho rằng bạn là một người rất là quý trọng gia đình và các mối quan hệ bạn bè. Dường như các bạn sẽ không gặp phải những cái xích mích hay là xung đột
giữa các cái mối quan hệ này. Vì vậy các bạn thường đối xử với mọi người rất là hết lòng, nhưng trong các cái mối quan hệ khác thì nó lại không êm đẹp như vậy, mà bạn thường gặp phải những cái chuyện không hay đấy, những cái chuyện không hay rắc rối khiến cho bạn mệt mỏi. Và theo quan niệm thì ngón tay giữa đại diện cho chính cái bản thân bạn, vị trí của nó một phần thể hiện cái cách và cái con người của bạn đấy, tức là bạn biết giữ cái cân bằng trong cuộc sống và khá kín tiếng trong cái chuyện đời tư. Và ở cái vị trí trung tâm của bàn tay thì nó mang cái ý nghĩa quy hợp. Vì vậy cái ngón tay giữa có thể tập trung đấy, cái ngón tay giữa này có thể tập trung cái sức mạnh từ những cái ngón tay khác và giữ nó không bị phân tán đi, và để hấp thu cái nguồn năng lượng tốt nhất để khai vận, gặp nhiều may mắn hay là duy trì niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống thì bạn nên đeo cái ngón tay này. Khi chúng ta đeo nọ ngón tay út sẽ thuộc mệnh kim, và khi đeo ngón này nó sẽ tăng cái vận đào hoa thành công, nhiệt huyết của trái tim của các bạn. Khi chúng ta đeo cái nhẫn ngón áp út thể hiện bạn đang trong cái mối quan hệ tình cảm, hay là bạn đang gặp rất là nhiều cái hy vọng và đặt nhiều cái hy vọng vào cái điều mình mong muốn bằng cả con tim chân thành. Sẽ hăng say theo đuổi cái mục đích của mình bằng cách khéo léo và tinh tế. Bạn là một người sống nội tâm, trao đi người khác bằng tình cảm chân thành nhất, và bạn cũng mong muốn nhận lại cái thứ tình cảm như vậy từ người khác. Và theo cái phong thủy thì nhẫn, đeo cái nhẫn út áp út ấy, đấy, cái nhẫn áp út nó sẽ giúp cho bạn nhiều cái may mắn, tích tụ tài lộc và thúc đẩy vượng khí. Vì vậy đấy, cái nhẫn áp út nhá, vì vậy mà nếu mong muốn tài lộc thì các bạn hãy theo phong thủy thì chúng ta nên đeo cái nhẫn ở cái ngón áp út này này, nó sẽ giúp cho các bạn gặp nhiều may mắn và tích tụ tài lộc, thúc đẩy vượng khí. Vì vậy nếu mà mong muốn tài lộc dù ít hay nhiều, dù lộc chính hay lộc phụ, thì các nhà phong thủy khuyên các bạn rằng hãy đeo nhẫn ở ngón tay này. Ngoài ra đeo nhẫn tay áp út nó còn giúp cho bạn rèn luyện cái thân thể, cải thiện tâm tính, nó sẽ tốt hơn. Tuy vậy có một số ý kiến cho rằng nếu chúng ta đeo cái nhẫn ở ngón tay áp út nó tượng trưng cho người thương của bạn, vì vậy nếu các bạn độc thân mà các bạn đeo nhẫn ở ngón này thì sẽ duyên, sẽ có khả năng kết thân với cái người khác giới không tốt. Như vậy để có thể cải thiện cái tình duyên cũng như thúc đẩy cái thành công trong sự nghiệp thì các bạn nên chọn những cái chiếc nhẫn có hình dáng khác với cái nhẫn cưới các bạn nhé. Và ngón út là nó tượng trưng cho cái cho con cái đấy, ngón út là tượng trưng cho con cái. Và theo phong thủy thì ở đây đây là cái ngón nó đại diện cho quý nhân phụ trợ, giúp cho bạn dễ tìm được đấy. Và tiếp theo là khi chúng ta đeo nhẫn ở ngón út nhá, đeo nhẫn ở ngón út mà sẽ thuộc cái mệnh thổ, nhà ngoại giao rất là tài ba. Đấy, tức là khi chúng ta đeo nhẫn ở ngón út nó có thể giúp cho các bạn cải thiện được các cái mối quan hệ với mọi người xung quanh, và từ đó thì chúng ta nhận được cái sự giúp đỡ từ tất cả cái mọi người và có lợi thế để thành công nhờ cái sự yêu mến của mọi người. Còn ngón út đấy, và ngón út nó là tượng trưng cho con cái. Theo phong thủy thì đây là cái ngón đại diện cho cái quý nhân phụ trợ. Nó giúp cho bạn có thể dễ dàng vượt qua các cái rắc rối, hóa giải những cái điều kém may mắn và hỗ trợ tất cả các mối quan hệ bạn bè và tình cảm, mang lại cái sự mang lại nhiều cái phúc khí cho tình bạn và cái phúc khí mang lại cho bạn. Thứ ba là cái đeo nhẫn theo cái ngũ hành của nhẫn. Nhẫn thì thuộc cái mệnh kim, nó phù hợp với những cái người mạng thủy các bạn nhé. Nhẫn thuộc mệnh kim thường có cái hình tròn đấy, cái hình tròn cái và cái bề mặt của nhẫn trơn và không có cái mặt lồi lên, nạm bằng cái quý đấy, nạm bằng cái đá quý. Nhẫn thuộc mệnh kim thì đấy, và thân nhẫn có thể là trang trí bằng cách gắn thêm những cái viên đá quý có hình dạng tròn, để trang trí bằng cái bằng cách là thêm những cái viên đá quý có cái hình tròn màu vàng hoặc là trắng. Tuy nhiên thì không nên quá cầu kỳ trong khâu thiết kế, mà chúng ta nên thiết kế một cách đơn giản các bạn nhé. Đấy. Bạn nên chọn đấy. Các bạn nên chọn cái chất liệu từ cái vàng tây, bạch kim hoặc là bạc
Đấy, đặc biệt sự kết hợp giữa kim cương vàng và bạch kim nó là tốt nhất, sẽ tạo ra cái vẻ đẹp độc đáo cho cái chiếc nhẫn của các bạn. Đấy. Và nhẫn cưới và nhẫn kỵ. Tiếp theo là nhẫn thuộc phụ mộc. Đấy, phù hợp với những người mạng hỏa. Và nhẫn thuộc với mệnh mộc thường có hình dạng tròn và nó được cách đơn điệu với những cái nét uốn lượn, vặn vẹo hoặc là cách điệu thành cái chữ hình chữ nhật, và có thể kết hợp với thân nhẫn được gắn kết những cái viên đá có hình màu xanh. Và cái nhẫn có cái mặt lồi lên thì được thiết kế thành hình tròn, bầu dục hoặc là hình chữ L các bạn nhé, và nó được nạm bởi những viên đá quý màu vàng xanh. Đấy. Còn cái nhẫn thuộc thủy phù hợp với những người mạng mộc. Vì sao mình lại nói vậy? Nhẫn thuộc cái mệnh thủy thì thường có cái hình dạng tròn. Đấy, và nó được cách điệu bởi những cái nét uốn lượn. Và nhẫn có cái mặt lồi lên được thiết kế thành cái hình tròn, bầu dục có nạm những cái viên đá màu xanh tím, xanh đen, màu lục hoặc là màu đen. Và thân nhẫn thường là mảnh khảnh các bạn nhé. Nó có thể có cái hình chữ SC, cái hình chữ SC có thể kết hợp thân nhẫn với những cái viên đá quý hình có màu sẫm. Còn nhẫn thuộc hỏa thì là phù hợp với những người mạng thổ. Nhẫn thuộc mệnh hỏa thường có cái hình dạng nhọn và được cách điệu bằng những cái nét thô, những cái nét nhô cao. Và nhẫn có cái mặt lồi lên và được thiết kế thành những cái hình như là hình tam giác, đa giác, và được nạm những cái viên đá quý màu hồng, màu đỏ hoặc là cái màu da cam. Đấy, hoặc là cái màu da cam nhé. Và nhẫn thường được đeo cắt chéo các bạn nhé. Đấy, thường được đeo cắt chéo các cái cạnh. Đấy. Và có thể là có cái dạng hình chữ V. Đấy, cách chúng ta cắt chéo các cái cạnh hoặc là hình chữ V để kết hợp thân nhẫn với những cái viên đá quý hình màu có cái hình màu đỏ hồng. Và nhẫn thì thuộc thổ, phù hợp với những cái mạng thủy. Nhẫn thuộc thổ thường là hình dạng hình vuông và được cách điệu bằng những cái nét vuông vắn, cứng rắn. Nhẫn có cái mặt lồi lên và được thiết kế thành hình vuông chữ nhật, có nạm những cái viên đá quý màu vàng. Thân nhẫn thì thường có cái dạng hình vuông, có thể là dạng hình chữ T, và có thể là kết hợp với những cái thân nhẫn với những cái viên đá quý có các cái gam màu xám, màu ghi. Đấy. Đấy là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về cái cách đeo nhẫn như thế nào để cho nó hợp với phong thủy, để nó mang lại cái sự may mắn cho tất cả chúng ta khi mà chúng ta đeo nhẫn các bạn nhé. Mong là đấy, những cái bạn hay đeo nhẫn chúng ta hãy lưu ý về cái vấn đề này. Nhẫn không chỉ là đeo cho là đẹp mà chúng ta phải đeo nó hợp với phong thủy để nó còn mang lại những cái may mắn khi mà chúng ta đeo những cái chiếc nhẫn đấy lên tay của chúng ta. Chúc các bạn thành công và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.